Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thạch Linh Channel. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và thật hiệu quả. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào tín hiệu chuông để chúng tôi có thể gửi đến các bạn những video mới và hay nhất về phong thủy. Ngoài ra, nếu thấy video này hay và bổ ích, các bạn đừng ngần ngại, hãy like và chia sẻ video này đến những người thân yêu của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về chủ đề chính ngày hôm nay nhé! Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Mình là Bạch Dương, hiện mình đang phụ trách tại hệ thống cửa hàng đá quý phong thủy Thạch Linh thuộc Trung tâm Phong thủy Đông Phương Việt. Ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về chủ đề Phật bản mệnh cho người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Qua video này thì các bạn sẽ nắm được các kiến thức cơ bản về: thứ nhất, Phật bản mệnh là gì? Thứ hai, vị Phật nào độ mệnh cho người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985? Thứ ba, mình xin giới thiệu với các bạn một số mẫu Phật bản mệnh từ đá tự nhiên tốt nhất cho người tuổi Ất Sửu. Và thứ tư, mình xin chia sẻ với các bạn một số lưu ý khi sử dụng Phật bản mệnh sao cho có tác dụng tốt nhất, đem lại hiệu quả cao nhất. Trong sách Pháp Uyển Châu Lâm của nhà Phật có viết: bên ngoài cõi Diêm Phù Đề, bên trong bốn biển có 12 loài thú được Bồ Tát giáo hóa. Khi cõi người mới sinh ra, Bồ Tát phân nhiệm vụ những loài thú này đến bảo hộ, nhận được lợi ích nên 12 con giáp cũng dựa vào đó để đề ra. Mỗi con giáp sẽ thuộc quản lý và nhận được sự độ mệnh của một vị Phật khác nhau. Những vị Phật này sẽ đến bảo hộ và mang lại may mắn, sức khỏe, thành công cho những con giáp này. Phật bản mệnh gồm 8 vị chủ tôn, thường được gọi là Phật hộ thân, thông qua 12 nhân duyên, thiên can, địa chi và 5 yếu tố cơ bản: đất, nước, gió, lửa, không khí. Phật giáo Mật Tông đưa ra thuyết 8 vị bản tôn chủ quản 12 con giáp. Mật Tông thường gọi là 8 thần hộ thân hay 8 Phật độ mạng. Đó là những vị Phật: thứ nhất, Phật A-di-đà; thứ hai, Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn; thứ ba, Phật Hư Không Tạng Bồ Tát; thứ tư, Phật Văn Thù Bồ Tát; thứ năm, Phật Phổ Hiền Bồ Tát; thứ sáu, Phật Đại Thế Chí Bồ Tát; thứ bảy, Phật Như Lai Đại Nhật; và thứ tám là Phật Bất Động Minh Vương. Như vậy thì mỗi người, mỗi con giáp đều có một vị Phật bản mệnh riêng luôn dõi theo, che chở và bảo hộ. Phật Hư Không Tạng Bồ Tát chính là vị Phật luôn ở bên độ mệnh cho người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Phật Hư Không Tạng Bồ Tát hay còn gọi là Khố Tàng Kim Cương, vị thần tượng trưng cho sự thành thực và giàu có. Hình tượng Phật bản mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát thường thấy là Ngài ngồi trên đài sen, gương mặt hiền từ, tay phải cầm thanh kiếm âm dương, cứu độ chúng sinh trong hai cõi dương và cõi âm. Tay trái Ngài cầm cành sen, giúp chúng sinh thoát khỏi sự vẩn đục, đem lại thanh khiết, có sức khỏe mạnh mẽ để làm ra nhiều của cải. Phật Hư Không Tạng Bồ Tát có trí tuệ siêu việt, mang sức mạnh nhân từ, cứu giúp chúng sinh trong nước và lửa. Ngài sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn, hóa giải mọi nguy cơ mà bạn gặp phải trong cuộc sống, nhất là những nguy cơ liên quan đến chuyện phá sản, hao tài tốn của. Ngoài ra, Ngài còn giúp cho đường tài vận của bạn thêm hanh thông, thuận lợi, có thể làm ra và tích lũy được nhiều của cải, luôn được quý nhân phù trợ, tránh xa những kẻ tiểu nhân hãm hại để có một cuộc đời bình an, hạnh phúc. Khi đeo mặt dây chuyền Phật Hư Không Tạng Bồ Tát, vừa hợp bản mệnh sẽ tương sinh, tương trợ, giúp chuyển hung, thành cát, công danh sự nghiệp hanh thông, gia đình hạnh phúc, có sức khỏe, tránh mọi bệnh tật, tiêu tai, giải nạn. Ngài sẽ giúp cho những người tuổi Ất Sửu luôn đưa ra quyết định đúng đắn, quyết đoán trong công việc, từ đó nhận được sự ủng hộ nhất trí cao của lãnh đạo, của những người đồng nghiệp trong cơ quan, nơi làm việc. Trong dân gian cũng phổ biến tín ngưỡng Bồ Tát Hư Không Tạng, vừa làm tăng tiến khúc đức, trí tuệ, tiêu tai giải nạn. Do vậy mà khi đeo mặt dây chuyền Bồ Tát Hư Không Tạng còn giúp tai qua nạn khỏi, cầu bình an, may mắn.
Người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, có ngũ hành nạp âm là Hải Trung Kim. Để kích hoạt tài vận thì nên sử dụng các mẫu Phật bản mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát từ đá tự nhiên có màu vàng, nâu đất là những màu thuộc mệnh thổ. Trong phong thủy, thổ sinh kim nên khi sử dụng các mẫu Phật bản mệnh từ đá tự nhiên, có những màu này sẽ giúp kích thích năng lượng bản mệnh phát triển, từ đó hỗ trợ cuộc sống, công việc được thuận lợi, mở rộng và phát triển. Ngoài ra, các bạn còn có thể sử dụng các mẫu Phật bản mệnh từ đá tự nhiên có màu trắng, xám, ghi là những màu thuộc mệnh kim sẽ giúp bổ sung nguồn năng lượng cho chính bản mệnh của mình, từ đó lôi kéo cát khí mang lại may mắn. Sau đây, các bạn hãy cùng mình theo dõi một số mẫu Phật bản mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát từ đá tự nhiên tốt nhất cho người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 qua video sau nhé. Trước tiên, mình xin giới thiệu với các bạn là mẫu Phật bản mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát đá thạch anh mắt hổ vàng nâu. Đá thạch anh mắt hổ vàng nâu, viên đá tượng trưng cho sự may mắn, giàu có, mang nguồn năng lượng mạnh mẽ, đem lại tài lộc vững mạnh, tốt cho sức khỏe của người đeo. Về mặt phong thủy, khi đeo mặt Phật bản mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát, đá thạch anh mắt hổ vàng nâu sẽ giúp tăng sự tự tin hơn cho người đeo, thêm dũng khí, tăng cường ý chí, quyết đoán hơn, vượt qua mọi khó khăn trong công việc, đem đến sự thành công. Nhiều người tin rằng khi đeo mặt Phật bản mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát đá thạch anh mắt hổ vàng nâu thường xuyên sẽ giúp kích thích lòng tin, mở rộng nhiều mối quan hệ, từ đó tạo ra nhiều cơ hội mang lại cho bạn may mắn, thịnh vượng trong cuộc sống. Thứ hai là mẫu Phật bản mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát đá agat trắng. Trong phong thủy, đá agat trắng được biết đến là biểu tượng của sức khỏe và trường thọ. Nó có tác dụng rất tốt trong điều trị bệnh ho và nhiều bệnh vùng họng. Thời xưa, người ta còn cho rằng đá agat trắng có thể chống được nỗi sợ hãi, làm giảm hiện tượng co giật, chống lại vi khuẩn gây bệnh ở dạ dày. Đá agat trắng hấp thu rất nhiều tinh hoa của trời, đất sau hàng triệu năm hình thành, vì thế nó có khả năng chống lại nhiều tia năng lượng xấu, âm khí và ma quỷ. Khi đeo mặt Phật bản mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát đá agat trắng sẽ giúp bạn tăng kỹ năng giao tiếp, tự tin vào bản thân, xóa bỏ sự tiêu cực trong suy nghĩ. Đá được coi là biểu tượng cho sức khỏe dồi dào, phát triển hưng thịnh, tuổi thọ dài lâu. Thứ ba, mình xin giới thiệu với các bạn là mẫu Phật bản mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát Ngọc Phỉ Thúy. Người xưa cho rằng ngọc là vật quý, chỉ có vua, chúa mới được sử dụng. Nó biểu tượng cho quyền lực và sự quý phái. Ngọc phỉ thúy hay còn gọi là cẩm thạch, có chứa một số nguyên tố vi lượng quý. Qua tiếp xúc, cọ sát, những nguyên tố vi lượng này thẩm thấu qua da, giúp hỗ trợ cân bằng môi trường nội bào, thúc đẩy trao đổi chất, tăng cường miễn dịch, phát triển trí não ở trẻ, giảm nguy cơ mất trí nhớ ở người cao tuổi, chống lão hóa, loãng xương. Ngọc phỉ thúy là loại vật chất tụ khí dương tốt nhất, có tác dụng trừ tà, giải âm, giải độc, thông huyết mạch. Ngọc phỉ thúy mang nguồn năng lượng tích cực, giúp tinh thần sảng khoái, mạnh mẽ, tăng dương khí cho cơ thể, là mẫu Phật bản mệnh từ đá tự nhiên tốt nhất cho người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Như vậy, các bạn tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 đã có thể lựa chọn được các mẫu Phật Hư Không Tạng Bồ Tát từ đá tự nhiên tốt nhất cho mình rồi đúng không? Hiện tại, hệ thống cửa hàng đá quý Phong Thủy Thạch Linh bên mình có sẵn rất nhiều mẫu Phật bản mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát được chế tác từ 100% đá tự nhiên có chất lượng tốt nhất cho người tuổi Ất Sửu. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, các bạn hãy liên hệ theo số hotline 0986 707 892 hoặc 091 199 8682 để được tư vấn miễn phí. Để phát huy được những tác dụng như mong muốn, cầu bình an, may mắn, tài lộc, tránh tà ác, gặp hung hóa cát, thì chủ nhân sau khi thỉnh Phật về cần phải nắm được những nguyên tắc cơ bản sau. Thứ nhất, Phật bản mệnh phải được chế tác từ 100% đá tự nhiên mới đem lại hiệu quả cao. Thứ hai, cần khai quang điểm nhãn thì Phật bản mệnh mới phát huy tác dụng.
Thứ ba, khi đeo thì không được để mặt Phật ở những nơi ô uế. Khi tắm rửa thì hãy tháo mặt Phật ra, tránh làm ô uế sự thanh tịnh, cũng như lỡ tay bất cẩn, làm rơi, vỡ hay làm bẩn mặt Phật. Khi tháo ra thì hãy để Phật bản mệnh ở nơi cao giáo, trang nghiêm. Thứ tư, Phật bản mệnh là một vật phẩm phong thủy rất linh thiêng, thường được đeo ở cổ. Vì vậy, đặc biệt kiêng kỵ khi gần gũi vợ chồng phải tháo mặt Phật ra để nơi trang nghiêm. Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ Phật bản mệnh bằng khăn bông trắng, nước sạch và phấn đan hương. Có thể kết hợp Phật bản mệnh cùng với các trang sức khác, các loại đá phong thủy hợp mệnh khác đeo đồng thời trên người, miễn sao bạn cảm thấy hài lòng, tạo ra tâm lý thoải mái, dễ chịu, an tâm nhất. Trong trường hợp không may Phật bản mệnh bị rơi, vỡ thì các bạn cũng không nên quá lo lắng, không nên dùng chổi quét hay tự ý vứt đi, mà hãy dùng khăn hoặc giấy vàng gói cẩn thận, sau đó thả xuống các sông hồ lớn vào các ngày mùng 1, mùng 3, mùng 5, mùng 7, mùng 9 âm lịch. Khi đeo Phật bản mệnh thì chúng ta cũng nên hành xử đúng đắn. Phật ở trong ta, tâm ta là Phật, tránh ác hành thiện sẽ cho ta gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Trên đây là tất cả những điều cần biết và lưu ý khi sử dụng Phật bản mệnh mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn lựa chọn được cho mình các mẫu Phật bản mệnh ưng ý nhất, đem lại hiệu quả cao nhất. Một điều nữa mình muốn lưu ý với các bạn là khi chọn mua các mẫu Phật bản mệnh, các bạn hãy tìm mua đến những địa chỉ uy tín, tin cậy, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái hay các mẫu Phật từ đá kém chất lượng sẽ không đem lại hiệu quả cao mà còn phản tác dụng, tích tụ thêm tà khí. Các bạn có thể tham khảo các mẫu Phật bản mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát được chế tác từ 100% đá tự nhiên có chất lượng tốt tại hệ thống cửa hàng đá quý Phong Thủy Thạch Linh bên mình. Đặc biệt, khi mua các mẫu Phật bản mệnh tại hệ thống bên mình, các bạn sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi lớn. Thứ nhất, các bạn sẽ được miễn phí khai quang vị Phật. Đây là một điều rất quan trọng mà mình đã nêu ở bên trên. Thứ hai, các bạn sẽ được miễn phí gửi hàng về tận nhà. Thứ ba, các bạn sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận. Và thứ tư, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì chế độ bảo hành của hệ thống bên mình cho các mẫu Phật bản mệnh lên đến 1 năm. Phong Thủy Thạch Linh vững tin là địa chỉ tin cậy để bạn trao niềm tin, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn giá trị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, các bạn hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Thạch Linh Channel nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.